Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi xin được gửi tới các bạn tập 9 bộ truyện độc quyền của tác giả Thanh An. Đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để Hạ Vi và ekip Chuyện 23S có thêm nhiều động lực, đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Đến trưa hôm đó, vào lúc Hồng Ân đang cùng với mọi người ăn cơm, thì bất ngờ một chị điều dưỡng ở bên ngoài hớt hải chạy vào nói: "Mọi người ơi, tôi xỉu đây. Tôi vừa nhìn thấy trưởng khoa với cô Trinh đi đâu đó cùng với nhau đấy, còn đi chung xe nữa." "Sao chứ?" Nghe tới đây, mọi người bắt đầu nhốn nháo cả lên, thay nhau đoán xem bọn họ đi đâu. Hồng Ân không tham gia vào, cô ở một bên nghe mọi người bàn tán. "Bọn họ chính thức quen nhau rồi sao?" "Cũng không biết nữa, tôi cũng đang nghi ngờ đây. Trưa nào cũng đi ăn cùng với nhau, xem ra là họ đã muốn công khai rồi đấy. Cô nghĩ có phải hay không?" "Nếu bọn họ thật sự yêu nhau, thì đúng là trai tài gái sắc luôn, ai cũng đẹp còn giỏi, con của họ chắc chắn là cực phẩm." Thì ra là trong khoảng thời gian Hồng Ân không đến bệnh viện, đã rộ lên tin đồn anh và cô Trinh qua lại với nhau. Tin đồn này đánh tan mọi nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô với anh, vì thế nên khi cô đi làm lại, không ai nói gì cô nữa. Bọn họ nói ngày càng hăng, cuối cùng chỉ vì nhìn thấy anh đi cùng với cô Trinh mà họ đã kết luận là hai người họ yêu nhau, còn nói tới chuyện con cái luôn rồi. Anh và cô Trinh yêu nhau? Hồng Ân khẽ cười, cô không tin. Việt Hoàng của cô tuyệt đối không phải hạng người đó. Đối với cô, nhân phẩm của anh tốt đẹp hơn bất kỳ người đàn ông nào khác, bằng chứng chính là cô và đứa con 4 năm về trước. Mặc dù không biết rõ lúc đó là anh vô tình hay cố ý quan hệ cùng với cô, nhưng kết quả cuối cùng chính là anh sẵn sàng chịu trách nhiệm với cô. Vì thế cô quyết định tin tưởng anh, tin tưởng cách nhìn nhận của mình về anh, không tin tưởng lời của bọn họ nói. Thư ngồi bên cạnh, nhìn thấy cô đang cười thì khó hiểu, tiến đến gần cô mà hỏi nhỏ: "Ân, sao tự nhiên ngồi cười một mình vậy?" Hồng Ân nhìn cô ấy lắc lắc đầu, ý nói không có gì. "Nãy giờ, Ân có nghe mọi người bàn tán không?" Vẫn giữ vững nụ cười trên môi, cô nhìn Thư tò mò, thản nhiên đáp: "Có, nhưng mà đó mới là tin đồn thôi, chắc gì đã là sự thật." Thư nghe xong liền trợn mắt. Cô ấy không nghĩ là đến giờ cô vẫn không tin, bèn nói ra dẫn chứng muốn thuyết phục cô: "Không phải đâu, trưởng khoa và cô Trinh yêu nhau thật đấy, trưa nào cũng cùng nhau ăn trưa. Hôm bữa mình còn thấy bác sĩ Hoàng đưa cô ấy về nhà nữa." "Ồ, đồng nghiệp ăn trưa với nhau là bình thường mà, chắc là xe cô ấy bị hư nên trưởng khoa đưa về nhà dùm thôi." Nói rồi Hồng Ân đứng dậy, cầm hộp cơm trong tay mình đi ra ngoài vứt, như một lý do để thoát khỏi chỗ đó vậy. Cô không muốn nghe người khác bàn tán về tình trường của anh trong khi nó không tồn tại, bởi vì đơn giản thực hư thế nào chỉ có một mình cô biết. Mọi người cứ luôn xôn xao bàn tán về bạn gái của anh, nhưng đâu ai biết được anh đã có vợ là cô đây. Cô đã nói rồi, cô tin tưởng nhân phẩm của anh, điều này đồng nghĩa với việc cô không tin là anh ngoại tình. Khuya hôm ấy, sau một hồi kịch liệt cùng với anh, cô mệt mỏi mà ngã phịch xuống giường. Việt Hoàng thỏa mãn đưa tay ôm lấy thắt lưng của cô, từ phía sau đưa mặt đến bên tai cô, thổi hơi nóng khiến cô bị nhột mà rụt cổ lại. Anh thấy thế thì bật cười, nâng hông kéo cô sát lại lồng ngực của mình rồi lên tiếng: "Ngày mai anh phải bay qua Pháp dự hội trần, có lẽ là 2 hôm sau mới về. Lại phải xa em rồi, chắc là nhớ em không chịu nổi mất. Buổi tối nhớ đợi điện thoại của anh biết không?" Cả người Hồng Ân lập tức khựng lại, cô quay mặt sang nhìn anh hỏi: "Ngày mai luôn sao? Sao bây giờ anh mới nói cho em biết? Thật là, bây giờ sao mà em kịp chuẩn bị cho anh đây?" 4 năm qua anh cũng có hay đi công tác, vì vậy chuyện này đối với cô đã không còn quá bất ngờ nữa rồi. Chỉ là bây giờ nửa đêm rồi anh mới báo, cô làm sao mà kịp đi mua đồ chuẩn bị cho anh đây? Việt Hoàng nhìn vẻ mặt lo lắng của cô mà bật cười. Là anh cố tình bây giờ mới báo đấy, vì anh không muốn cô từ bệnh viện về mệt mỏi lại còn phải lo sửa soạn đồ cho anh. Ôm chặt cô cho cô nằm yên lại, anh không yên tâm dặn dò cô: "Anh tự lo được, ngoan, nghe anh dặn này. Ở nhà một mình phải cẩn thận nhé, ra vào khóa cửa cho chắc chắn vào, không được bỏ bữa, không được ăn mì. Ngày mai anh ở nhà đến chiều mới đi, sẵn tiện nấu vài món để trong tủ lạnh cho em đi làm về chỉ việc hâm lên ăn thôi, biết chưa?" Hồng Ân bật cười, thấy anh lo lắng cho mình thì vui vẻ. Cô đã nói rồi mà, tin đồn chỉ là tin đồn thôi, anh có một người vợ nhỏ ở nhà phải bận chăm lo rồi, làm sao có thể ngoại tình được. Không biết là thế lực nào thúc đẩy, cô chủ động dướn người hôn lên môi của anh, cười thật ngọt ngào: "Dạ chồng yêu." Trong lòng ngập tràn thỏa mãn vì nụ hôn vừa rồi, anh xoa đầu cô cưng chiều nói: "Ngoan." "À, mà anh đi một mình sao?" "Không, còn có mấy bác sĩ khác nữa, tổng cộng 5 người lận. À... Lặng ngắm nhìn cô một hồi lâu, anh không kìm được mà ôm chặt cô vào lòng, giọng nói lộ ra vẻ không nỡ. Làm sao bây giờ? Anh vẫn không yên tâm về em. Hồng Ân cười vui vẻ đáp. Anh làm như em là con nít đấy. Cũng có phải đây là lần đầu tiên anh đi công tác đâu mà luyến lưu như vậy. Anh yên tâm đi, em có thể tự lo cho em được. Ngược lại là anh kìa, anh cũng phải chăm lo sức khỏe của mình thật tốt đấy. Vợ ngoan, còn biết quan tâm anh. Em lúc nào chẳng quan tâm anh chứ. Đúng rồi, em lúc nào cũng quan tâm anh. Nói xong, bàn tay anh đang đặt ngay eo cô lại di chuyển về ngực cô mà sờ soạng lưu manh nói. Bà xã, làm thêm một lần nữa nhé. Ngày mai anh đi rồi, đi 3 ngày lận đấy. Mặc dù lưng eo đều mỏi đến dã rời, nhưng nghe anh đáng thương nói phải đi 3 ngày khiến cô không nỡ từ chối anh. Vì vậy dưới ánh mắt mong chờ của anh, cô gật đầu. Sáng hôm sau, Hồng Ân dậy muộn hơn bình thường nửa tiếng. Cả người mệt mỏi, cô rời giường rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi tới bệnh viện. Lúc cô sắp ra khỏi nhà còn bị anh kéo đến mà luyến tiếc hôn thêm vài lần thật lâu. Hôm nay cô cho anh đưa mình đi làm, nhưng bắt anh phải dừng xe ở xa bệnh viện một chút, vẫy tay chào tạm biệt anh, dặn anh đừng quên một số đồ, xong cô mới đi làm. Lúc này ở trong sảnh bệnh viện, đột nhiên xẹt qua một bóng dáng quen thuộc khiến Hồng Ân sững sờ. Cô muốn đuổi theo, nhưng người đó đã nhanh chóng đi vào thang máy mà lên tầng. Vốn nghĩ rằng mình hoa mắt, nhưng khi bóng dáng đó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt, ngay tại khoa cô làm việc, cô chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Đưa tay lên muốn gọi người đó, nhưng lời trong miệng cô còn chưa kịp thốt ra, thì bóng dáng kia đã nhanh chóng mở cửa một phòng bệnh ở cuối dãy mà đi vào. Thấy thế, Hồng Ân liền nhanh chóng chạy đến trước căn phòng mà người kia vừa bước vào. Đây chẳng phải là phòng VIP của bệnh nhân nam kia sao? Người đó vào đây làm gì? Thông qua kẽ hở của cánh cửa mà nhìn vào trong, Hồng Ân thấy người đó ôm chầm lấy cậu con trai kia, ở trong ngực cậu ta mà đánh lên mấy cái, nhưng lại không dùng lực. Sau đó cô loáng thoáng nghe được cô gái kia nói. Khốn kiếp, tại sao lại giấu em hả? Không còn là dáng vẻ cả lơ phất phơ nữa, nét mặt người kia lộ rõ vẻ yêu thương, giọng nói điềm đạm trả lời. Hằng, đừng khóc, đừng đau lòng anh. Chính vì sợ nhìn thấy dáng vẻ lúc này của em, cho nên anh mới giấu em đấy. Năm đó, sau khi Hằng bị ăn một bạt tai từ mẹ Hạnh, liền giận dữ trở về nhà, dọn đồ ra ở trọ cùng với cái Thắm. 1 năm chẳng về nhà mấy lần, cũng chẳng nói chuyện với mọi người nhiều như trước nữa. Mỗi dịp lễ Tết có mặt cả nhà, Hằng không còn gây khó dễ cho Hồng Ân, cũng không nói lời khó nghe với cô nữa, nhưng cứ lạnh nhạt xem cô như không khí vậy. Đã nhiều lần, Hồng Ân cố gắng tiến lại gần cô ấy, muốn hỏi cô ấy lý do vì sao lại ghét mình, muốn hàn gắn lại mối quan hệ bạn bè như khi xưa với cô, thì liền bị Hằng trừng mắt không đáp rồi bỏ đi. 2 năm sau, Hằng tốt nghiệp đại học, cô ấy giành được học bổng của trường, cứ thế bay qua Nhật học lên thạc sĩ, chưa từng trở về một lần nào. Hôm nay không nghĩ đến, Hồng Ân lại nhìn thấy Hằng ở đây, cô không khỏi cảm thấy vui mừng. Hằng về khi nào vậy? Đã ghé nhà chưa? Ba Nam mẹ Hạnh mà biết, chắc sẽ mừng lắm đấy. Từ hồi Hằng chuyển ra ngoài, mặc dù không nói ra, nhưng Hồng Ân biết mẹ Hạnh buồn nhiều lắm. 2 năm Hằng đi xa, mỗi lần gọi điện thoại còn chưa nói chuyện được quá 5 phút, Hằng đã vội kiếm lý do mà cúp máy. Tú thì đã vào lớp 10, học nội trú ở trong trường tới cuối tuần mới về nhà. Trong nhà thoáng chốc chỉ còn lại ba Nam mẹ Hạnh ở với nhau, không còn đông vui như trước nữa. Hồng Ân cũng vì việc này mà áy náy không thôi. Là do cô nên mối quan hệ của Hằng và ba mẹ mới trở nên tệ như vậy. Vì vậy mỗi lần rảnh rỗi, cô đều về nhà cùng với ba mẹ ăn cơm, có khi còn ngủ lại nhà mấy hôm, dụng tâm làm đủ mọi chuyện để khiến họ vui vẻ. Quen biết Hằng đã lâu, ấn tượng của cô về cô ấy là một cô gái lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, có năng lượng sống tích cực. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hằng khóc, lại là vì người đàn ông trong phòng bệnh kia mà khóc, nên không khỏi khiến cô cảm thấy tò mò. Anh ta là ai? Liệu đây có phải là Huy trong lời kể năm đó của Hằng không? Hằng đã từng cho cô xem hình cậu con trai kia, nhưng thời gian trôi qua cũng đã quá lâu rồi, cô không còn nhớ nổi dung mạo của cậu con trai tên Huy kia nữa. Tuy nhiên, đây là chuyện riêng của Hằng, cô nghĩ mình không nên hiếu kỳ mà đứng đây rình mò như vậy, nên bèn nhẹ nhàng đi tới dãy ghế trên hành lang ngồi xuống, yên lặng chờ đợi cô ấy. Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra, Hằng từ trong bước ra, hai mắt ửng đỏ. Hồng Ân nhìn thấy, vội bước nhanh tới trước mặt cô, luống cuống tìm khăn giấy trong túi mà đưa tới trước mặt Hằng. Hằng lau mặt đi. Hằng rất bất ngờ với sự xuất hiện của cô ấy nén lại giọng mũi do vừa mới khóc xong mà lạnh nhạt hỏi cô. Sao lại ở đây? Mình đến đây thực tập. Anh Hoàng cũng ở khoa này. Nói xong nhiêu đó, cô lén lén trộm nhìn Hằng. 2 năm không gặp, cô ấy thay đổi quá nhiều. 2 năm, thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng nó đủ để có thể thực sự thay đổi một con người. Không còn là mái tóc ngắn ngang vai ngày ấy, hay bay loạn theo từng cái lắc đầu đáng yêu của cô ấy nữa. Hằng đã đổi thành kiểu tóc dài đến ngang thắt lưng, uốn gợn sóng nhuộm màu. Không còn là phong cách ăn mặc cá tính, quần jeans, áo crop top như năm nào nữa. Chiếc đầm nữ tính mà cô ấy diện lên người trông thật đẹp, thành công khoe chọn chiếc eo thon nhỏ mà bao người mơ ước. Không còn là khuôn mặt tự nhiên xinh xắn của năm nào, giờ đây nhìn vào cô ấy, từng đường nét sắc sảo của sự trưởng thành hiện ra rõ ràng. Hằng trang điểm đậm, từng đường nét vẽ lên như đang tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cô ấy vậy, khiến người ta đê mê. Nụ cười trên môi Hằng nhàn nhạt, cô ấy không đáp lại cô, vì thế cô bèn hỏi tiếp. Hằng đã về nhà chưa? Ba mẹ mong Hằng lắm đấy. Nghe đến đây, nét mặt cô ấy thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh cô ấy liền giấu đi, thay vào đó là sự hờ hững mà đáp lại cô. Chưa, vài hôm nữa sẽ về. Vậy Hằng ở đâu? Có tốt hay không? Có cần... Không cần. Còn chưa kịp để Hồng Ân nói hết câu, Hằng đã vội ngắt lời. Cô ấy chẳng cần biết cô đề nghị điều gì mà cứ thế lạnh lùng từ chối. Điều này chứng tỏ cô ấy vẫn còn ghét cô nhiều lắm. Có lẽ là không muốn nói chuyện với cô nữa, Hằng lạnh nhạt quay lưng rời đi, làm biếng bố thí cho cô một lời tạm biệt. Hồng Ân bất lực, chỉ biết đứng nhìn theo bóng dáng của cô ấy rời khỏi cửa khoa mà đi về phía thang máy. Bước vào phòng giao ban, cô liền nghe thấy tiếng mấy chị điều dưỡng bàn tán, mà nhân vật chính không ai khác chính là chồng cô, Việt Hoàng. Trưởng khoa đi công tác, chắc là bác sĩ Hà sẽ quản lý khoa chúng ta trong mấy ngày tới đây nhỉ? Đi công tác? Đúng rồi, là đi hội chẩn ấy. Tôi nghe nói bác sĩ Trinh cũng đi đấy, mà không phải là bệnh viện phân công đâu. Cô ấy xin đổi với bác sĩ khác để được đi. Chuyện là sao vậy? Cô kể rõ ràng ra xem nào. Thì cuộc hội chẩn ở Pháp lần này đấy, bệnh viện chúng ta cử 5 bác sĩ ưu tú nhất để tham dự. Theo tôi được biết thì trong 5 bác sĩ được đề cử không có bác sĩ Trinh. Sau đó thì không hiểu tại sao danh sách đột nhiên được sửa lại, tên một bác sĩ khác bị gạch và tên bác sĩ Trinh có trong đó. Tôi nghe mọi người bàn tán, bảo là bác sĩ Trinh xin viện trưởng đổi với bác sĩ kia để được đi cùng với trưởng khoa của chúng ta. Chắc là nhân tiện hẹn hò cùng nhau chăng? Lời kể này thành công thu hút sự chú ý của Hồng Ân. Cô nghe xong thì im lặng. Mặc dù quyết định tin tưởng anh, nhưng cô vẫn là không thể kìm được mà bận lòng mỗi khi nghe người khác kể về diễn biến ảo của anh và cô Trinh. Song song với sự tin tưởng anh, cô cũng có chút buồn, chút mất mát và chút lo sợ. Buồn vì bản thân cô không đủ giỏi giang để có can đảm công khai với anh, đứng cùng hàng với anh, để rồi khi người ta ở trước mặt mình bàn tán về anh cùng với cô gái khác, cô không thể phản bác được gì. Mất mát vì anh tiếp xúc cùng với người phụ nữ khác với tần suất quá nhiều lần, nên mới có thể khiến cho mọi người hoài nghi và tạo tin đồn như vậy. Còn lo sợ, thật ra trong lòng cô luôn có một nỗi lo sợ nho nhỏ rằng một ngày nào đó anh ở trước mặt cô thừa nhận tin đồn kia là thật, thừa nhận rằng anh và cô Trinh là một đôi. Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì đột nhiên tiếng động làm cho mọi người đồng loạt đứng dậy, khiến cô giật mình, vội thoát ra từ mơ màng mà đứng dậy theo. Từ ngoài cửa, bác sĩ Hà bước vào, đứng ở vị trí mà anh thường hay đứng để giải thích lý do vì sao hôm nay anh vắng mặt, sau đó bắt đầu điều hành cuộc họp buổi sáng. Kết thúc cuộc họp, mọi người bắt tay vào công việc của mình. Vẫn như mọi hôm, Hồng Ân lại phụ trách mọi người tiêm thuốc cho bệnh nhân. Đi đến trước căn phòng VIP kia, Hồng Ân lịch sự đưa tay lên gõ cửa. Ngay lập tức tiếng của người đàn ông nọ từ bên trong phòng vang lên. Vào đi. Lúc sáng thấy Hằng ra khỏi khoa, cô tưởng Hằng đã rời đi rồi, không ngờ bây giờ lại nhìn thấy Hằng vẫn còn ở đây. Cô ấy đang ngồi sát giường của cậu ta, tay cùng cậu ta nắm chặt vào một chỗ. Nhìn thấy cô, Hằng không có chút nào là hoảng hốt hay xấu hổ. Ngược lại, cô ấy còn làm ra vẻ lạnh nhạt như không quen biết cô. Hồng Ân có chút hụt hẫng, lại làm như không thấy cái nắm tay kia mà đi tới trước giường bệnh, nói với người đang ngồi ở trên đó. Tới giờ rồi, tôi tiêm thuốc cho cậu. Thuốc cậu để ở đâu? Lúc này, cậu ta mới buông bàn tay đang nắm kia ra mà hơi rướn người, hướng về phía hộc tủ, mở ra lấy một bịch thuốc đưa cho cô. Cô nhận lấy, mở ra xem xét kỹ lưỡng, rồi cầm lấy phần thuốc của hôm nay đi ra ngoài pha, xong lại đi vào trong mà nói với anh ta. Bây giờ tôi tiêm thuốc trước, xong sẽ gắn dịch truyền cho cậu. Được, cô làm đi. Nói xong, cậu ta liền đưa tay trái có gắn kim luồn về phía Hồng Ân. Cô cầm lấy để ngay ngắn xuống giường, rồi tiến hành tiêm thuốc. Lúc này, Hằng bỗng nhiên lên tiếng nói với cô. Nhẹ tay một chút, đừng làm anh ấy đau. Còn chưa để cô đáp lời, cậu ta đã nhanh chóng nói trước, chất giọng lộ rõ vẻ dịu dàng với Hằng. Anh không sao. Hồng Ân không lên tiếng, chỉ im lặng làm, tốc độ đẩy thuốc cũng tự động mà chậm hơn, tận lực giảm bớt cảm giác đau đớn cho cậu ta. Ánh mắt cô trong lúc vô tình lại lướt qua chiếc vòng tay bệnh nhân được đeo trên tay của người nào đó. Trên đó ghi rõ ràng họ tên và thông tin của cậu ta. Nguyễn Minh Huy, phòng VIP 1, sinh năm 1997. Thì ra người này đúng là Huy. Thì ra mối tình đầu của Hằng vẫn còn nguyên vẹn. Thì ra cô ấy vẫn rất hạnh phúc. Nghĩ đến đây cô có một chút vui vì Hằng được hạnh phúc. Xong rồi, Hồng Ân thu dọn đồ ra ngoài. Trước khi mở cửa, Hằng bỗng nhiên gọi cô lại. Khoan đã Ân. Cô bất ngờ, không nghĩ đến Hằng vậy mà lại chủ động gọi cô lại, còn gọi cả tên cô. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm Hằng chủ động gọi tên cô. Ngay lập tức cô liền cảm thấy vui vẻ mà quay lại đáp lời cô ấy. Có chuyện gì vậy? Trong mắt Hằng thoáng hiện lên tia bối rối. Cuối cùng cô ấy nói với cô bằng vẻ ngượng ngùng. Khoan hãy nói cho anh Hoàng biết tôi đã về nước. Nhưng anh ấy làm ở đây mà. Hơn nữa hình như anh ấy là bác sĩ điều trị của cậu ấy. Không sao, cứ thuận theo tự nhiên đi. Khi nào anh ấy biết thì biết, còn nếu không thì thôi, đừng nói cho anh ấy biết. Nghĩ đến đây, cô hình như là hiểu được chút gì đó. Chắc có lẽ Hằng không muốn anh biết mình đã về là vì sợ anh sẽ gọi điện thoại bắt cô ấy về nhà, hoặc anh sẽ trực tiếp tìm cô ấy nói chuyện chăng? Vì 2 năm qua, cô ấy đối với anh không hề có bất cứ liên lạc nào. Mình biết rồi. Hằng gật đầu lạnh nhạt nói. Cảm ơn. Không có gì đâu. Thấy cô ấy không còn điều gì muốn nói nữa, cô im lặng rời đi. Đợi cho tiếng bước chân khuất hẳn, lúc này Huy mới nhìn Hằng mà lên tiếng. Việt Hoàng là anh trai em sao? Đúng vậy. Còn cô ấy có phải là Hồng Ân, cô bạn thân mà em từng kể cho anh không? Hằng nhìn Huy gật đầu, thừa nhận những lời cậu ấy hỏi. Huy cười lại nói. Thảo nào, anh nhìn thấy cô ấy quen quen, nhưng nghĩ mãi không tài nào ra được. Chắc tại trong đầu chỉ có em nên mới như thế. Một câu này, Huy thành công chọc cười Hằng. Cô ấy nở một nụ cười thật dịu dàng, như nắng xuân ban mai sưởi ấm trái tim của Huy, khiến Huy nhìn đến ngẩn ngơ. Lúc này, Hằng mới bắt đầu lên tiếng cùng Huy nói chuyện. Lúc trước là bạn, nhưng bây giờ không còn nữa. Hiện tại cô ấy là chị dâu của em. Nói ra lời này, giọng Hằng có chút chế giễu. Đương nhiên Huy cũng nghe ra, bèn dò hỏi cô ấy. Em vẫn còn ghét Ân phải không? Nụ cười trên môi Hằng chợt tắt. Cô mất hứng nhìn Huy đáp. Không ghét, chỉ là không thích thôi. Đừng nhìn Huy cả lơ phất phơ như thế mà tưởng cậu ta không biết gì. Thật ra cậu ta biết rất nhiều là khác. Cậu rất biết quan tâm tới người khác đấy. Vẻ ngoài của cậu càng tệ bao nhiêu thì bên trong lại càng tốt bấy nhiêu. Là một người đàn ông rất đáng để tin tưởng. Ở bên Hằng đã được mấy năm, Huy đương nhiên hiểu rõ tính cách của cô ấy, cũng biết hết những chuyện đã từng xảy ra. Hằng ấy à, miệng thì nói thế, nhưng tâm cô ấy lại không nghĩ như vậy. Là một cô gái khẩu xà tâm Phật, giống như chuyện vừa xảy ra giữa hai người vậy. Chẳng là Huy muốn bay sang Nhật thăm cô, nhưng cô từ chối, nói rằng mình dạo đây rất bận rộn, không thể có thời gian dành cho anh được. Nhưng mà Huy nhớ cô điên lên, muốn ngay lập tức ở bên cạnh cô ôm một cái, năn nỉ cả một hồi, cuối cùng là nhận được từ cô một câu nói lạnh nhạt. Em mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Sau đó Hằng nhẫn tâm cúp máy. Huy buồn bực không thôi, cậu quyết định đi uống rượu giải sầu, kết quả là bị tai nạn chấn thương sọ não. Hôm đó nằm trong phòng phẫu thuật, sợ mình không qua khỏi, nên Huy gắng sức nhờ bác sĩ nhắn cho Hằng một tin nhắn chia tay. Lúc tỉnh lại, phát hiện chân của mình bị ảnh hưởng bởi dây thần kinh mà có khả năng cả đời không thể đi lại được, khiến Huy hết sức chán trường. Ngay cả can đảm nhắn cho Hằng một tin cũng không có. Mấy tin nhắn Hằng gửi cho Huy sau khi nhận được tin nhắn chia tay, ngày nào Huy cũng lôi ra đọc, luyến tiếc không dám xóa đi. Sau này, một người bạn biết tin Huy nhập viện bèn báo cho Hằng, nhờ vậy Hằng mới biết mà ngay lập tức trở về Việt Nam. Nhìn Huy bị thương, cả người băng bó đầy khăn trắng, lòng Hằng đau đến thắt lại. Lời nói mặc kệ cậu là giả bộ, cô nào có muốn mặc kệ Huy. Tình cảm bao nhiêu năm ấy, sao có thể nói mặc kệ là mặc kệ được, không quan tâm là không quan tâm được sao? Không nghĩ đến ở đây lại trùng hợp gặp lại Hồng Ân. Hơn nữa Huy còn chủ động đề cập đến chuyện của cô và cô ấy, khiến cô không thể không suy nghĩ. Trước giờ làm việc gì, Hằng cũng đều hỏi qua thử xem ý kiến của Huy thế nào, tham khảo góp ý và lời khuyên của cậu. Duy chỉ có 2 việc cô không nghe lời cậu ấy, chính là cố chấp chán ghét Hồng Ân và bỏ ra khỏi nhà để đi trọ rồi đi du học, giận dỗi chỉ vì một cái bạt tai của mẹ Hạnh. Nhưng đó là lúc Hằng còn trẻ con, còn nông nổi bồng bột. Bây giờ cô đã lớn, đã trưởng thành rồi, là một cô gái biết suy nghĩ trước sau. Huy có lòng tin mình sẽ thuyết phục được Hằng để cô ấy buông bỏ khúc mắc trong lòng. Đưa tay vuốt ve mái tóc của cô, Huy dịu dàng lên tiếng. Vạn vật đều có giới hạn, cũng đã đến lúc nên dừng lại được rồi. Chán ghét hay không thích gì đó đều là giả dối. Sự chân thực chính là em luôn muốn nối lại tình bạn với Hồng Ân, có đúng không? Hằng ấp úng, thoáng bối rối vì suy nghĩ của mình bị anh phơi bày một cách trực tiếp như vậy. Huy mỉm cười, tiếp tục vuốt tóc cô khuyên bảo. Đều đã trưởng thành cả rồi, đâu thể cứ giận hờn nhau mãi như thế. Bộ em tính cả đời này cứ căng thẳng với cô ấy như vậy sao? Hằng im lặng, vẻ mặt đăm chiêu như là đang suy nghĩ gì đó. Cậu biết là cô đang lung lay, liền dựa vào nhược điểm của cô mà thêm mắm dặm muối đánh tới. Hồng Ân ở đây bị mọi người hắt hủi đến phải nghỉ làm 1 tháng đấy. Em có biết lý do là gì không? Hằng nghe anh nói thì sừng sốt, liền ngay lập tức hỏi lại anh. Sao chứ? Bị hắt hủi sao? Không phải là anh trai em làm ở đây à? Sao lại để cô ấy bị như vậy? Huy nhìn cô sốt sắng như thế thì mỉm cười, liền nhân cơ hội thuyết phục cô. Vì cô ấy là sinh viên duy nhất được anh trai em nhận để hướng dẫn viết báo cáo. Em biết tại sao như vậy thì mọi người hắt hủi cô ấy không? Tại vì ghen tị. Mọi người ghen tị cô ấy được ưu ái trong một vị trí mà người khác không bao giờ có được. Ghen tị cô ấy có thể đường đường chính chính, mỗi ngày ở cùng anh trai của em học tập, có cơ hội tiếp cận với anh trai em. Thế nhưng em suy nghĩ mà xem, nếu cô ấy không là sinh viên của anh trai em, thì mỗi ngày cô ấy cũng đều có thể được nhìn thấy anh trai của em cơ mà. Hơn nữa còn có thể cùng anh trai em ăn chung một bữa cơm, ngủ chung một chiếc giường, đắp chung một tấm chăn. Rõ ràng là cô ấy bị hiểu lầm, bị áp đặt với tội danh quyến rũ anh trai em. Rõ ràng là cô ấy có thể giải thích, có thể nói ra với bọn người kia rằng cô ấy là vợ chồng với anh trai của em. Cô ấy đủ tư cách để được ưu ái như vậy. Nhưng tại sao cô ấy không làm, em có hiểu không? Ngay đến đây, Hằng hoàn toàn im lặng. Có lẽ trong lòng cô đã hiểu ra rồi. Cũng có lẽ là cô đã hiểu ra từ rất lâu rồi, chỉ là cô cố chấp không chịu thừa nhận thôi. Thừa nhận rằng cô cũng ghen tị với Hồng Ân, thừa nhận rằng cô lấy người chị gái kia ra một phần chỉ là đòi công bằng cho chị ấy, phần lớn đều là sự lấp liếm cho sự ghen tị trong lòng của mình. Ghen tị vì người anh trai bao năm yêu thương mỗi mình cô, đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện một cô gái khác để anh yêu thương hơn, quan tâm hơn, chăm sóc nhiều hơn. Ghen tị vì anh sẽ có gia đình nhỏ của anh, sau này có thể hay không sẽ không còn yêu thương cô nữa mà đối với cô xem như người ngoài. Là cô ghen tị với Hồng Ân, cũng chán ghét cô ấy, đối với cô ấy khẩu xà vì cô ấy đã cướp đi anh trai của mình. Huy lặng lẽ nhìn Hằng, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, tiếp tục thuyết phục cô. Vì cô ấy lo cho anh trai của em, sợ mọi người bàn tán ảnh hưởng tới anh trai em. Một người vì anh trai em mà suy nghĩ lo lắng như vậy, em có chắc là sẽ tìm được nữa không? Chuyện của năm đó đã qua lâu như vậy rồi. Ký ức của em về chị gái ấy là vào năm em 10 tuổi. Em đâu thể cứ một mực ôm lấy mà nghĩ rằng những gì em đã nhìn thấy là đúng, là không có khúc mắc gì. Quá khứ đã là quá khứ. Anh trai em đã từng đấy tuổi rồi. Cho dù không là Hồng Ân thì cũng sẽ phải có một cô gái khác ở bên cạnh anh ấy bầu bạn, chăm lo cho anh ấy. Chẳng lẽ em muốn anh trai em cô độc cả đời, chỉ ở như vậy thôi sao? Chuyện kia là một bí mật. Đứa bé kia cũng đã lớn, có thể sẽ không nhận nhau được nữa. Rồi sau này ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Về già em có thể có anh, có bạn đời của em bên cạnh, nhưng anh trai của em sẽ có ai? Hằng im lặng, khóe mắt đỏ rưng rưng. Huy vẫn tử tốn, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô mà nói tiếp. Bướng bỉnh 4 năm như thế là đủ rồi. Cũng đã đến lúc em nên cho Ân một lời xin lỗi. Vốn dĩ chuyện của cô ấy và anh trai em kết hôn, dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết là do lỗi của anh trai em, không phải là do cô ấy cố ý. Kết bạn với nhau ngần ấy thời gian, em chẳng lẽ không hiểu một tí gì về tính cách của bạn em hay sao? Nghỉ chơi với cô ấy, trong lòng em có chắc là dễ chịu không? Hằng thoáng chốc bối rối, đắn đo một lát, cô hỏi ngược lại Huy. Vậy theo góc nhìn của anh thấy Ân là người thế nào? Hiền lành, thật thà, hay chịu đựng. Với đức tính này của cô ấy, em mà không chơi lại với cô ấy, chỉ sợ cô ấy sẽ bị người ta ăn hiếp mãi thôi. Biết gì không, anh nghe cả bệnh viện đồn ầm lên anh trai em và cô bác sĩ nào đó đang qua lại đấy. Vậy mà cô bạn của em vẫn mảy may không có động tĩnh gì, ngày ngày nghe tin đồn rồi im lặng. Anh thật chẳng hiểu trong đầu cô ấy nghĩ gì nữa. Hằng nghe đến đây thì nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm gì đó rồi phun ra 2 chữ: ngu ngốc. Buổi chiều hôm ấy, Hồng Ân xin phép bác sĩ Hà về sớm với lý do nhà có việc, thực chất là để tiễn anh. Anh không cho cô đưa mình ra sân bay, cô chỉ có thể về nhà rồi đưa anh ra taxi. Cũng may là còn dư thời gian một chút, cô tranh thủ kiểm tra lại vali hành lý cho anh, bỏ thêm mấy cái áo khoác để anh lạnh thì mặc. Điện thoại của Việt Hoàng đổ chuông, taxi gọi báo đã đến. Anh tranh thủ vài phút cuối ôm lấy cô, hôn một chút rồi dặn dò: Ân ngoan, ở nhà phải biết chăm sóc cho bản thân biết không? Đợi anh về, anh mua quà cho em. Đã tiễn anh bao lần rồi, nhưng không hiểu sao lần này cô cứ lưu luyến mãi mà không muốn xa anh, trong lòng cứ cảm thấy bất an thế nào ấy. Hồng Ân ôm lấy anh sụt sùi, cô ở trong lòng anh nũng nịu, nói bằng giọng mũi: Em không cần quà, em chỉ cần anh mau về với em thôi. Lòng anh vì một câu nói này của cô mà rung động mãnh liệt, vòng tay ôm cô cũng theo đó mà siết chặt lại hơn. Anh dỗ dành cô: Ngoan, bà xã của anh sao lại mít ướt rồi, em như thế thì sao anh nỡ đi đây? Hồng Ân nghe anh nói vậy thì liền ngoan ngoãn buông anh ra, đưa tay lên gạt đi nước mắt của mình, rồi mạnh mẽ nói với anh: Ngày 25 là em tới kỳ kinh nguyệt, tức là còn 4 hôm nữa, anh phải về kịp thời gian đấy. Lòng anh vừa rung rinh vui sướng thì lại vì câu này của cô mà trở nên nặng nề. Kể từ sau lần cô sảy thai thì cứ mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt là Ân của anh lại đau đến chết đi sống lại, có lần còn phải nhập viện do anh sợ muốn chết. Bắt đầu từ đó, mỗi lần cô đến kỳ là anh đều có mặt, mỗi lần cũng chưa từng quên. Ngay cả khi đi công tác, anh cũng sắp xếp sao cho không trùng với kỳ kinh của cô. May mắn một điều là kinh nguyệt của cô đều đặn, không đến nỗi lộn xộn làm khó dễ anh. Được, anh nhất định về đúng thời hạn cùng với em. Hồng Ân vốn muốn thả anh đi rồi, nhưng lại nhớ đến những lời khi sáng chị điều dưỡng kia nói. Cô lập tức liền nắm chặt tay anh mà nói với giọng điệu như đang đe dọa: Còn nữa, qua bên đấy phụ nữ đều rất xinh đẹp, anh không được liếc mắt để ý tới họ đâu đấy. Anh phải nhớ là ở nhà anh có em rồi. Lần đầu tiên nghe thấy cô đối với mình có yêu cầu như vậy, Việt Hoàng liền bật cười. Sao bây giờ cô lại có thêm tính đa nghi, muốn ghen tuông bậy bạ rồi? Để cho cô một câu trả lời chắc chắn đầy đủ yên tâm, anh hướng bàn tay trái của mình đến trước mặt cô mà lắc lắc cười cười nói: Vợ ngoan, thấy gì không? Còn sợ anh léng phéng hay không hả? Trên bàn tay ấy, ở ngón áp út, anh đeo một chiếc vòng kim loại chói mắt. Trên vòng kim loại kia còn có nửa trái tim màu xanh ấm áp. Đây là chiếc nhẫn cưới cô cùng anh lựa chọn cho ngày kết hôn. Vì anh là bác sĩ khoa ngoại, phải làm phẫu thuật, nên sau khi kết hôn, anh có nói qua là anh không thể đeo nhẫn thường xuyên được, có thể hay không tháo ra đem cất, mỗi lần có dịp quan trọng anh ấy sẽ mang ra đeo. Hồng Ân rất hiểu chuyện, nghe xong liền đồng ý với anh. Sau đó cô cũng tháo chiếc nhẫn trên tay mình để vào hộp, đặt sát với chiếc nhẫn của anh, để hai chiếc hộp hợp lại thành một hình trái tim hoàn hảo. Anh còn nhớ rõ lúc đó cô nói rằng nhẫn cưới là phải đi chung một đôi, không thể người đeo người không được. Nếu anh cất thì cả hai chúng ta cùng cất, anh đeo thì cả hai chúng ta cùng đeo. Và vì anh không đeo được nên cô cũng đem nhẫn mình đi cất. Lúc này nhìn chiếc nhẫn kia hiện diện trên tay anh, khóe mắt Hồng Ân lại một lần nữa ướt. Cô liền nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, lấy chiếc nhẫn còn lại đeo lên tay mình, sau đó lật đật chạy ra, bắt chước động tác của anh mà đưa tay lên. Hai chiếc nhẫn lại kề sát bên nhau, hợp thành một trái tim màu xanh rất đẹp mắt. Việt Hoàng nhìn dáng vẻ cười ngây ngô ngốc nghếch của cô mà trong lòng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Thật ra mỗi lần anh đi công tác đều lấy nhẫn ra đeo, nhưng chỉ duy nhất lần này là cô biết. Liệu có phải hay không, ở bệnh viện đã có điều gì tác động tới cô, khiến cô trở nên sợ hãi mà lo được mất với anh. Anh hướng tới phía cô, vốn định hỏi một chút xem thế nào, thì lúc này cô đột nhiên đẩy anh đi ra cửa rồi hối thúc: Anh mau ra xe đi, nếu không sẽ trễ giờ đấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đến nơi rồi thì gọi cho em biết. Lời đã đến miệng, đành phải nuốt ngược vào trong, vì anh thấy đồng hồ trên tường đã điểm qua thời gian lên xe 7 phút rồi, nếu không đi là sẽ trễ thật, nên anh bèn nói với cô một lời tạm biệt rồi kéo vali ra cổng. Anh đi nhé, nhớ khóa cửa cẩn thận, yêu thương em. Nhìn bóng taxi của anh khuất hẳn, lúc này Hồng Ân mới chịu đi vào nhà khóa cửa lại. Nhìn căn nhà to bự trước mắt mình, lòng cô thật trống rỗng. Bình thường vào giờ này là anh đã đi làm về, và còn đang kéo ống nước mà tưới mấy bông hoa 10 giờ kia. Bây giờ anh đi rồi, không có ai tưới hoa cho cô nghịch nước nữa. Thở dài một hơi, cô đi đến kéo ống nước, một mình đứng giữa sân nhà rộng lớn mà tưới hoa. Sắc trời đã bắt đầu tối dần, bóng cô nhìn sao mà lặng lẽ. Tưới hoa xong, Hồng Ân đi một vòng, khóa lại chắc chắn hết tất cả cửa nhà, còn cẩn thận mà kiểm tra lại 2-3 lần nữa. Khóa cửa xong cô đi tắm, tắm rửa xong cô xuống bếp ăn cơm xong cô đi vào phòng học bài. Thế nhưng hôm nay sao mà lạ quá, làm thế nào cô cũng không thể tập trung vào học bài được, thế là bèn chán nản gấp sách vở trở về phòng ngủ. Ngồi lên giường tắt đèn, nằm vào vị trí của mình, cô ôm lấy gối đầu của anh, kéo chăn nhắm mắt. Nửa đêm rồi, cô vẫn chưa ngủ được, vẫn cứ suy nghĩ ngớ ngẩn ở đâu ấy. Đã hơn 2 giờ sáng, không biết là anh bay tới đâu rồi. Thời gian nhanh nhất của một chuyến bay từ Việt Nam qua Pháp là 13 giờ 40 phút. Anh đi mới được 9 tiếng thôi, vẫn còn tới 1/3 quãng đường nữa. Không biết là anh có mệt không, có bị đói bụng không, có ngủ được hay không. Sao mà cô nhớ anh ra giết đến như vậy? Ước gì anh đừng bao giờ đi công tác thì hay biết mấy. Ước xong điều này, Hồng Ân tự giễu mà bật cười chính mình. Cô đúng là không chịu hiểu chuyện gì hết. Lúc nãy, cái thư gửi qua cho cô một tấm hình, là ảnh chụp nguyên cả một đội bác sĩ của bệnh viện hôm nay được cử qua Pháp. Quả thật là trong đó có cô Trinh. Hơn nữa, anh cùng với cô ấy đứng sát với nhau ở vị trí trung tâm, trông thật đẹp đôi, thật chói mắt. Liệu cô ấy có thấy hay không? Trên ngón tay của anh có đeo chiếc nhẫn đính hôn, đồng nghĩa với việc anh đã có vợ rồi. Lúc trời mờ sáng, Hồng Ân mới chợp mắt được một chút, tỉnh lại là do tiếng chuông tin nhắn gửi đến. Cô ngủ không yên giấc, nghe thấy tiếng động là lập tức thức dậy ngay. Ước gì hôm nay là ngày anh trở về nhỉ. Mở điện thoại lên là tin nhắn của anh nhắn. Anh đến nơi rồi nha bà xã, bên này mới chỉ 12 giờ đêm thôi, thời tiết thật là lạnh, không biết là lạnh vì khí hậu hay lạnh vì không có vòng ôm của em sưởi ấm nữa. Vợ yêu của anh ngủ dậy thì thay đồ đi bệnh viện nhé, em gọi taxi mà đi, đừng đi bằng xe buýt, không cần thiết phải tiết kiệm cho anh đâu. Chúc em một ngày mới tốt lành, yêu em. Cô còn chưa kịp trả lời thì một tin nhắn nữa lại gửi tới, vẫn là của anh nói. Nửa tiếng nữa mà không thấy em trả lời thì anh sẽ gọi cho em, chắc là vợ anh lại ngủ nướng như mọi khi rồi. Vốn định gọi cho anh, nhưng không hiểu sao, sau khi đọc xong tin nhắn này, cô lại không muốn gọi nữa, cứ nằm yên như vậy mà nhìn đồng hồ từng giây từng phút trôi qua. Đúng 30 phút sau, điện thoại của cô đổ chuông, anh thật là đúng giờ. Nhấn nút xanh, cô đưa máy áp lên tai, nhẹ giọng nói, alo. Trong thoáng chốc, cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh từ đầu dây bên kia, anh lên tiếng hỏi cô, giọng lộ rõ vẻ cương triều. Bà xã của anh còn đang ngủ nướng sao? Mau dậy đi, nếu không sẽ trễ giờ đấy. Khóe môi Hồng Ân ngay lập tức xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, tâm tình cô như vùng đất khô vừa được tưới nước vậy, chỉ trong chốc lát liền có sức sống tràn trề. Em đã thức dậy rồi. Giỏi, nhớ là ăn sáng đầy đủ mới được đi làm nhé. Vâng, anh có mệt không? Không mệt, khi nãy trên máy bay anh đã chợp mắt được một chút rồi, em ngủ ngon chứ? Vâng, em vẫn ngủ ngon ạ. Được rồi, mau sửa soạn tới bệnh viện đi, còn nói chuyện nữa là em sẽ bị trễ đấy. Hôm nay không được trực tiếp hôn em trước khi ra khỏi nhà, anh gửi nụ hôn nhờ gió mang đến cho em được không? Hồng Ân thành công, bị câu nói của anh chọc cho bật cười thành tiếng, cô vui vẻ đáp lại. Anh xến quá, nhưng em không chấp nhận đâu, em sẽ cho anh nợ, 2 hôm nữa trở về anh phải trả lại cho em đấy. Được, vậy em giúp anh ghi nhớ nhé, khi anh về nhất định phải đòi lại biết chưa, có thể tính thêm lãi cũng được. Hai má Hồng Ân chợt ửng đỏ, cô nũng nịu mắng anh. Xấu xa, anh chọc em. Được rồi, anh không chọc em nữa, em thức dậy đi nhá, yêu em. Em cũng yêu anh. Lấy hết can đảm nói xong điều đó, Hồng Ân liền nhanh chóng cúp máy, gương mặt lộ rõ sự ngượng ngùng khó che giấu. Mỗi lần nói yêu anh cô đều như vậy, thật là không có tiền đồ mà. Ở bên kia, Việt Hoàng nghe thấy tiếng tút tút rồi mà vẫn còn đứng sững sờ tại chỗ. Anh giữ vững điện thoại áp vào tai, như muốn được nghe cho rõ âm thanh ấy một lần nữa. Còn có câu nói nào ngọt ngào hơn câu nói anh vừa nghe không? Bà xã nhỏ đúng là bà xã nhỏ, càng ngày càng tinh nghịch rồi, còn biết nói ra những câu khiến anh nhớ nhung như vậy nữa. Buổi sáng, khi vừa tới bệnh viện, Hồng Ân đã thấy cái Hằng đang tức tối đứng trước cửa khoa, không biết là có chuyện gì. Nhìn thấy cô, ngay lập tức Hằng liền đi tới kéo cô ra phía cầu thang bộ rồi cáu giận hỏi. Này, mày có bị gì không thế? Hồng Ân không hiểu Hằng nói gì nên ngơ ngác đáp lại. Bị gì? Hằng nói cái gì thế? Mình không hiểu. Hằng thấy cô như vậy thì càng bực bội hơn, cô ấy lớn tiếng nói. Không hiểu, cái gì cũng không hiểu. Tao hỏi mày này, mày có nghe tin đồn ầm lên là ông Hoàng với bà bác sĩ gì đó ở đây không? Hồng Ân gật đầu khẽ đáp. Có. Thế mà bây giờ ông ấy đi công tác với bà ấy, mày cũng để cho ông ấy đi. Mày tạo điều kiện cho bọn họ có cơ hội cắm sừng mày đấy à? Nghe Hằng nói như vậy, Hồng Ân ngay lập tức liền lên tiếng bênh vực cho chồng của mình. Không phải đâu, anh Hoàng sẽ không làm như vậy đâu. Có lẽ là đã quá bất lực với thái độ hiền lành của Hồng Ân, cái Hằng đưa tay đỡ trán mà chất vấn lại. Sao mày biết là ông Hoàng sẽ không làm vậy với mày? Mình tin tưởng anh ấy. Anh ấy không phải là người như vậy. Mày hiểu anh tao vậy luôn sao? Tao nói cho mày biết, mày đừng có mà tin tưởng vào bất kỳ ai trên đời này hết. Cho dù người đó là anh tao, nhưng tao vẫn nói với mày như vậy đấy. Hồng Ân im lặng, không biết là có nghe rõ những lời Hằng nói hay không, khiến Hằng tức đến cạn lời. Hằng nghe Huy nói xong về việc của người anh trai mình mấy hôm nay thì liền nhanh chóng đi điều tra để xác minh làm rõ. Sau khi xác nhận những lời đồn đại kia là đúng, còn biết được anh trai của mình đi công tác cùng với người phụ nữ kia mấy hôm thì liền chịu không nổi, phải ngay lập tức đứng đợi Hồng Ân ở cửa khoa để nói cho rõ ràng. Vậy mà không ngờ cô bạn này vẫn ngốc nghếch như bao năm nay, thật là tức chết Hằng mà. Hằng vẫn hùng hổ nhìn Hồng Ân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói tiếp. Thật chả hiểu mày nghĩ gì, chồng có tin đồn bất chính với người phụ nữ khác, không thèm lên tiếng thì thôi, bây giờ đi công tác với cô ta cũng đồng ý cho chồng đi luôn. Muốn cao thêm mấy mét hay sao? Nói cho mà biết, không lo mà giữ chồng thì sau này đừng có mà khóc. Tiểu Tam luôn có mặt ở khắp mọi nơi đấy, mày cứ lơ là đi. Nói xong cô ấy bỏ đi. Lúc này, đến lượt Minh Thư từ nơi Hằng mới đi khỏi mà xuất hiện, tiến đến bên cô hỏi nhỏ. Ân, sao thế? Chị kia không làm gì Ân chứ? Sao mà nhìn chị ấy hung dữ thế? Hồng Ân nhanh chóng lấy lại tinh thần, khẽ gượng cười với Thư rồi lắc đầu nói. Không có gì đâu, mà sao Thư lại ở đây? Thư đang cố gắng quan sát sắc mặt của Hồng Ân, như muốn nhìn rõ tâm tư của cô vậy. Nghe cô hỏi, cô ấy thu lại ánh mắt mà mỉm cười đáp. À, mình đi kiếm Ân. Rồi Thư lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời, đưa đến trước mặt Ân mà nói. Ngày mai là sinh nhật của mình, mời Ân đến chung vui cùng với mình nhé. Mình sẽ rất vui nếu như có mặt Ân. Nét mặt của Hồng Ân thoáng giãn ra, cô suy nghĩ một chút rồi quyết định đồng ý với Thư. Dù sao thì anh cũng không có ở nhà, cô ở một mình sẽ suy nghĩ lung tung rồi tự tìm nỗi buồn. Thôi thì đi một chút cho khuây khỏa cũng được. Tối nay cô sẽ nói với anh một tiếng. Từ trước đến giờ, mấy việc đi dự tiệc này anh rất thoải mái. Cô muốn đi sẽ cho cô đi, tuyệt đối không cấm đoán cô. Thấy Hồng Ân nhận lời mình, Thư rất vui vẻ, liền dặn dò cô nhớ đúng giờ. Ông xã, em có đẹp không? Em đang chuẩn bị đi sinh nhật Thư, em mang chiếc đầm hôm bữa anh tặng cho em đấy. Tin nhắn vừa gửi xong, ngay lập tức điện thoại của Hồng Ân liền reo lên, là anh gọi đến. Alo, em đây. Bà xã, mau mở camera lên để anh ngắm một chút nào. Anh vừa nói xong, ngay lập tức liền yêu cầu cuộc gọi video với cô. Chết tiệt mà, anh không có ở nhà, cô ăn mặc đẹp như vậy làm gì chứ? Để cho anh ở nơi này lo được lo mất, sợ cô bị người khác cướp mất sao? Điện thoại kết nối video, ngay lập tức khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên trước tầm mắt của anh. Hôm nay cô thả tóc dài, son môi, hình như là có đánh thêm một chút, mang chiếc đầm cổ vuông màu trắng hôm bữa anh tặng trông thật xinh đẹp. Khẽ ngắm nhìn cô, anh trầm giọng khen. Vợ, em thật đẹp đấy, anh không ở nhà, em tự nhiên sửa soạn đẹp như vậy làm gì hả? Hồng Ân nghe vậy thì bật cười vui vẻ đáp. Em sửa soạn đi sinh nhật, cũng làm giống như mọi khi thôi mà. Không giống, rõ ràng là xinh hơn. Vợ này, em trang trí cái gì thêm thế? Anh nhìn em trông thật khác. Không, em không có làm gì hết. Vậy chắc là do anh nhớ em quá, nên mới xa em có hơn một ngày, đã thấy em khác như vậy rồi. Nhưng mà hôm nay em xinh lắm, ít hôm nữa anh về, vợ nhớ trang điểm xinh đẹp như hôm nay để cho anh ngắm nhé. Anh nói mà trông điệu bộ cứ như một đứa trẻ đang thương lượng chuyện mua kẹo vậy, khiến cho cô thật vui vẻ, cứ cười cười suốt. Nhìn khung cảnh xung quanh anh còn sáng, cô hỏi. Anh đã ăn cơm chưa? Bên đó bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Anh ăn cơm rồi, hiện tại là hơn 12 giờ trưa một chút. Mà em đi sinh nhật với ai đấy? Em đi một mình. Vậy cẩn thận một chút nhé, bắt taxi đi cho an toàn biết chưa? Dạ, về sớm nhé, không có anh ở nhà đưa đón, không cho phép em về trễ đâu. Vâng, em biết rồi, em nhất định sẽ về nhà sớm mà. Được rồi, vậy em đi đi, nhớ cẩn thận, khi nào về thì nhắn tin cho anh biết. Anh đi chuẩn bị cho cuộc hội trần chiều nay đây, còn mấy tiếng nữa thôi là được về với em rồi. Thật ước gì thời gian có thể trôi nhanh một chút. Nghe anh nói, khóe môi cô bất giác mỉm cười. Giờ này ngày mai là anh đã có mặt ở nhà rồi, cô cũng thật mong chờ quá. Mỉm cười với anh, cô dịu dàng nói. Em chờ anh nhớ mau về với em nhé. Được, yêu thương em, bà xã. Nói xong, thông qua màn hình điện thoại, cô còn nghe được tiếng hôn gió của anh, đưa tay lên làm động tác tạm biệt với anh, xong cô tắt máy gọi taxi. Địa điểm Thư tổ chức sinh nhật là một nhà hàng nằm khá xa nhà cô, đi taxi chắc phải mất tầm 40 phút, bây giờ đã gần 7 giờ rồi, cô tới đó chắc sẽ sớm hơn 10 phút. Không nghĩ đến vậy mà lại ngoài dự tính, cô là người đến trễ nhất. Nhìn một lượt quanh bàn tiệc và mọi người có mặt ở đây, Hồng Ân lại bất ngờ hơn nữa. Thư chỉ mời tổng cộng có 7 người, tính luôn cả cô là 8. Tất cả bọn họ đều là nữ, còn toàn là người lạ. Trên bàn tiệc ngoài Thư ra, cô không hề biết thêm ai. Đầu tiên là chúc mừng sinh nhật, tặng quà, chụp hình với chủ nhân của bữa tiệc xong, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn hát chúc mừng sinh nhật Thư, đợi cho cô ấy ước nguyện thổi nến, cắt bánh xong thì nhập tiệc. Hồng Ân không quen biết ai ở đây hết, nên lúc đầu cô có vẻ thụ động. Tuy nhiên sau đó mọi người bắt chuyện hỏi thăm cô rất nhiều, khiến cô thoải mái mà tự nhiên hơn một chút. Cậu là bạn của Thư sao? Đúng vậy, mình thực tập chung khoa với Thư. Thư có kể về cậu với chúng mình, mà bây giờ mới được gặp, cậu xinh lắm, hèn gì khiến cho Thư yêu thích không thôi, cứ mãi kể về cậu với bọn mình ấy. Nói xong lời này, cô bạn ấy tự nhiên nhìn về phía Thư, ánh mắt chứa đựng sự sâu xa phức tạp nào đó mà cô không thể hiểu được. Thư cũng nhìn và đáp lại ánh mắt ấy bằng một nụ cười mỉm. Hồng Ân không hề biết trong câu nói vừa rồi còn có ý khác. Cô chỉ nghĩ là cô ấy khen cô xinh nên mới khiến cho Thư ấn tượng mà kể về cô ấy thôi, vì vậy nên cười cho qua chứ không hỏi tới. Lại nói chuyện thêm một lát, cô hình như phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ lắm. Hai bạn nữ ngồi đối diện cô, rồi hai bạn nữ ngồi sát bên cô nữa. Sao họ lại tự nhiên mà hôn nhau vậy? Rõ ràng họ đều là con gái mà, chẳng lẽ... Thời buổi hiện đại, con người cởi mở. Tuy đối với việc này, Hồng Ân cô không có ác cảm, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn tiếp thu. Cô đối với việc hai người cùng giới tự nhiên ôm hôn nhau, đối xử với nhau như người yêu thì vẫn còn chưa quen lắm, nên có hơi lúng túng mà không biết phải làm gì, mắt nhìn đi đâu, tay chân để thế nào. Lại nhìn đến hai bạn nữ còn lại, tuy họ không có hành động gì quá thân mật giống như hai cặp kia, nhưng cô cũng có cảm giác họ rất khác, cứ đưa đẩy như là đang tán tỉnh nhau ấy. Hồng Ân còn chưa kịp xác định cho rõ xem đây là tình cảnh gì, thì Minh Thư ngồi bên cạnh, bất ngờ vỗ vai cô mà lay thật mạnh. Hồng Ân, cậu xem này, cô Trinh vừa đăng hình đấy. Nói xong, cô ấy đưa đến trước mặt cô chiếc điện thoại mà trên đó đang hiển thị tấm hình của cô Trinh đăng lên. Bức ảnh là cô Trinh đang dựa đầu vào một bờ vai mà nở nụ cười dịu dàng, kèm theo dòng caption ngắn gọn đầy ẩn ý. Đã có chủ. Cho dù bờ vai của người đàn ông kia đã bị che gần hết, cho dù lồng ngực của người đó cũng chỉ chụp được một nửa, nhưng cô lại rất chắc chắn rằng người đó chính là anh Việt Hoàng, chồng của cô. Bởi vì cô nhìn thấy rất rõ dòng chữ HA ở trên ngực trái chiếc áo. Đó chính là ký hiệu cô đã chính tay thêu cho anh. HA có thể là Hồng Ân, cũng có thể là Hoàng và Ân. Khi thêu chữ này trên ngực áo của anh, cô nghĩ rằng dù anh đi đâu, làm gì, chỉ cần khi bận chiếc áo này lên là giống như có cô bên cạnh anh vậy. Trong cả tủ quần áo của anh, cô chỉ thêu duy nhất một chiếc này mà thôi. Cũng chính tay cô đã gấp nó bỏ vào vali cho anh đi công tác. Vậy mà bây giờ anh lại chọn đúng chiếc áo này mà mang nó đi hẹn hò cùng với một người khác sao? Anh đang nghĩ cái gì vậy? Đang làm gì vậy? Sự hoang mang lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Hồng Ân. Ngay lập tức cô liền rời bàn đi toilet rồi nhắn tin cho anh. Anh dự hội trần xong chưa? Tin nhắn gửi đi, cô đợi tới 5 phút sau cũng không thấy anh trả lời. Tâm trạng đã phức tạp lại càng phức tạp hơn. Lòng cô nóng như lửa đốt, ngực phập phồng lo âu, không biết nên hỏi anh như thế nào về sự việc này. Kiềm lòng không được, cô lại gửi thêm cho anh vài tin nhắn nữa. Anh bận lắm ạ? Tự nhiên em nhớ anh quá. Anh mau về với em nhé. Lần này không để cô đợi lâu như lần trước nữa, lập tức có tin nhắn phản hồi của anh ngay. Xin chào, tôi là Trinh, đồng nghiệp nữ của bác sĩ Việt Hoàng. Anh ấy đang giảng giải ở bên trong, tôi cầm điện thoại giúp anh ấy. Chị có thể đợi một lát nữa liên lạc lại sau không? Nếu có việc cần gấp không thể chờ thì chị gọi lại nhé. Tôi sẽ chuyển điện thoại cho anh ấy ngay. Không cần, cảm ơn. Trả lời xong nhiêu đó, tâm trạng của Hồng Ân tuột dốc không phanh. Cô rầu rĩ cất điện thoại vào túi, sau đó trở lại bàn sinh nhật. Trong suốt quá trình đều cố gắng nuốt vào nước mắt ngăn không để chúng chảy ra. Lúc này, phục vụ bắt đầu lên rượu cho bàn của cô. Tâm trạng cực kỳ tệ, cộng với sự hứng thú mời mọc của mọi người cùng bàn, Hồng Ân liền cầm lấy rồi uống một lần 2 ly vodka. Loại rượu này không màu nhưng lại có mùi hương cam quýt thơm nồng. Lúc mới uống vào thì cảm nhận trên đầu lưỡi sự cay nóng, sau dần thì có một chút gì đó khó tả nơi cuống họng, không quá khó uống như cô tưởng. Bạn nữ ngồi đối diện thấy cô uống như vậy thì lên tiếng nhắc nhở. Rượu mạnh đấy, cậu uống từ từ thôi. Hồng Ân đưa tay phẩy phẩy, ý nói không sao, rồi lại tiếp tục rót rượu uống một mình. Trong đầu là những suy nghĩ đầy bất an. Đưa tay vân vê chiếc nhẫn kết hôn ở ngón áp út, cô tủi thân vô cùng, đột nhiên muốn bật khóc một trận thật lớn. Lúc về nhà, bụng cô đột nhiên truyền tới cơn đau quen thuộc, cảm giác tức tức ở bụng dưới cũng theo đó mà xuất hiện. Chắc là đến rồi. Lần này sao lại đến sớm như vậy chứ? Anh còn chưa về mà. Đưa tay gạt đi nước mắt, Hồng Ân đứng dậy rửa mặt, sau đó tắm rửa nhanh chóng cho xong, rồi mặc đồ, mặc thêm một miếng băng lót mỏng vào bên dưới, rồi đi vào giường nằm xuống. Men say cùng với mệt mỏi khiến cô ngủ gần một ngày. Mãi cho đến buổi chiều hôm sau thức dậy, cô mới biết anh đã gọi cho cô tổng cộng 22 cuộc, còn tin nhắn thì không đếm xuể. Lướt sơ qua vài tin nhắn, cô đột nhiên nghẹn ngào. Tối hôm qua, sau khi cô trả lời tin nhắn kia của anh xong, thì 2 tiếng sau anh gọi lại, chắc lúc đó anh vừa dự hội trần xong. Do cô không nghe máy, nên anh gọi liên tục 5 cuộc, sau đó thì anh gửi tin. Cứ vậy, tin nhắn tới 1 giờ đêm thì ngưng hẳn, cũng không còn cuộc gọi nào nữa. Có lẽ lúc đó điện thoại của cô đã bị ai đó tắt nguồn rồi, vì pin còn rất nhiều, không thể nào là do hết pin mà tắt nguồn được. Đến sáng nay, anh lại gọi cho cô 2 cuộc và gửi cho cô một tin nhắn. Anh đang ở sân bay, chuẩn bị lên máy bay để trở về rồi. Bà xã đợi anh. Bà xã, ân của anh. Cho dù cô khiến anh điên tiết, lo lắng như thế nào, thì anh đối với cô vẫn luôn ngọt ngào, yêu thương, chiều chuộng như vậy. Vậy mà cô lại làm chuyện có lỗi với anh. Chồng của cô, Việt Hoàng, anh cao ngạo với tất cả mọi người, nhưng với cô vẫn luôn là cưng chiều nhẫn nhịn. Cô không xứng với anh, không xứng được anh yêu thương, không xứng được anh lo lắng. Lúc đầu là vậy, bây giờ lại càng đúng là vậy. Cô là kẻ không ra gì, không đáng phải làm phiền tới cuộc sống của anh. Nghĩ như thế, Hồng Ân liền di chuyển ngón tay trên màn hình điện thoại để gõ chữ trả lời tin nhắn của anh. Em đây, thật xin lỗi đã làm cho anh lo lắng. Em vẫn bình an, anh đi đường bảo trọng nhé. Cô nhắn như thế cũng không biết chắc chắn được bao nhiêu % là anh đọc được nữa. Chỉ sợ anh đã lên máy bay rồi tắt điện thoại cũng nên. Thật không ngờ đến, anh vậy mà gọi lại cho cô ngay. Nhìn tên anh hiển thị trên màn hình, khóe mắt cô lại rơm rớm nước mắt. Nhanh chóng gạt chúng đi, cô đến rót một ly nước uống vào để giọng nói của mình không nghe ra điểm bất thường rồi mới bắt máy. Alo. Dù là thông qua điện thoại, dù là bên đầu dây của anh đầy tạp âm ồn ào, nhưng cô vẫn có thể nghe được anh thở phào nhẹ nhõm mà lên tiếng. Bà xã, anh xin lỗi. Em giận anh cũng được, nhưng đừng chơi trò mất tích này được không? Anh có lỗi, là lỗi của anh, đều là do anh. Em đợi anh, máy bay đã cất cánh rồi. Anh sẽ nhanh chóng trở về cho em trừng phạt được không? Đừng làm gì tổn hại tới bản thân. Anh đang nói thì bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó cô thấy giọng của ai đó, hình như là tiếp viên hàng không, nhắc nhở anh mau cúp điện thoại. Mặc dù âm thanh sau đó rất nhỏ, mặc dù hình như anh đã bịt loa lại rồi, nhưng cô vẫn cố gắng áp sát loa điện thoại vào tai mình để nghe cho rõ âm thanh bên anh. Và câu nói kia của anh, có lẽ cả đời này cô cũng không bao giờ quên được. Thật lòng xin lỗi, cô cho tôi thêm 1 phút nữa thôi. Tôi dặn dò bà xã vài câu rồi sẽ cúp máy ngay. Bà xã của tôi tâm tình đang không được tốt lắm. Tôi phải dỗ cô ấy, nếu không cô ấy sẽ không vui, rồi sẽ suy nghĩ tự làm mình buồn. Lỡ cô ấy nhịn ăn, dạ dày cô ấy sẽ bị đau. Ôi, Việt Hoàng cao ngạo của cô đâu đáng để người luôn tuân thủ nguyên tắc như anh lại tự nhiên làm trái quy định như vậy. Cô đâu đáng để anh vì cô mà hèn mọn cầu xin người khác như thế. Cô không đáng, thật sự không đáng mà. Sợ anh nghe thấy mình đang khóc, Hồng Ân cắn chặt vào tay trái của mình, ngăn không để bản thân phát ra tiếng nức nở làm kinh động tới anh. Giọng nói của anh và tiếp viên hàng không bên kia vẫn vang lên trong điện thoại. Cô nghe chữ được chữ mất, nhưng vẫn đủ để hiểu được nội dung của câu chuyện. Xin lỗi anh, đây là quy định, chúng tôi không thể làm trái được, mong anh đừng làm khó chúng tôi. Vậy thì nửa phút, chỉ nửa phút thôi, tôi nói với cô ấy 2 câu, đúng 2 câu thôi. Giọng của người tiếp viên đã bắt đầu gắt gỏng. Xin lỗi, phiền anh tắt điện thoại cho, nếu không, chúng tôi sẽ mời anh xuống khỏi chuyến bay này. Cảm xúc của cô lúc này chính là đau lòng, phải là đau đến ruột gan quặn thắt lại, đau đến muốn nghẹt thở, đau đến cạn kiệt khí lực. Việt Hoàng, anh cần gì phải vì em mà như vậy chứ? Không muốn anh phải tiếp tục hèn mọn như vậy nữa, cô chủ động tắt máy, sau đó nhắn lại cho anh một tin. Em không sao đâu, anh đừng làm khó họ nữa, yên tâm, em ở nhà chờ anh về. Tin nhắn vừa gửi đi, cô liền nhận được tin nhắn trả lời của anh ngay, điều này cho thấy anh đang rất lo. Được, bà xã. Nếu là bình thường, cô đọc xong tin nhắn này chắc chắn sẽ thấy lòng thật ngọt ngào, thật vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng hiện giờ, thứ cô cảm thấy lúc này chỉ là những đau đớn, day dứt và tội lỗi. Cơn đau ở bụng đã bắt đầu hành hạ cô rồi, nó đang tận lực khiến cho mọi tế bào của cô đều cảm thấy đau đớn. Trên trán đổ đầy mồ hôi, ngoài trời thì nắng gắt mà người cô lại lạnh tới phát run. Những lúc yếu đuối như vậy, không có anh ở bên cạnh thì ngoài khóc ra cô chẳng biết phải làm gì cả. 4 năm ở bên anh, mỗi lúc khó khăn đều là anh gánh hết cho cô. Anh ra mặt, anh giải quyết, anh chăm sóc, lo lắng. Từ đó đã khiến cho cô sinh ra tính cách ỷ lại vào anh, ỷ lại vào sự tồn tại của anh. Tình cảm của cô đối với anh chính là yêu nhiều hơn chữ yêu, thương nhiều hơn chữ thương, trân trọng nhiều hơn 2 chữ trân trọng. Nếu tình cảm của anh là thể hiện bằng hành động, thể hiện bằng sự quan tâm chăm sóc, thì tình cảm của cô chính là im lặng. Im lặng vì không biết biểu đạt làm sao cho đúng. Im lặng vì không biết nên nói với anh như thế nào để anh hiểu. Bụng quặn mỗi lúc một đau hơn, khiến Hồng Ân không thể chịu nổi mà khẽ rên lên. Cả người khốn đốn mà trốn trong chăn co quắp lại thành một khúc nhỏ. Cơ thể cô bị 2 luồng cảm giác lạnh và đau đớn hành hạ, làm cách nào cũng không khỏi được. Lần thứ nhất tỉnh dậy sau cơn mê man, trời còn sáng trưng, mặt trời đã đứng bóng rồi, tóc cô ướt đẫm mồ hôi, cơn đau bụng vẫn còn đó, nhưng cô mặc kệ mà cố gắng chống đỡ đi vào toilet thay băng. Nhìn màu máu đỏ đen trên mặt băng hút ẩm, sao mãi mà cô cũng không thấy nó đẹp như lời anh nói nhỉ? Sau khi trở ra, cô lại nhìn đến đồng hồ, đoán chừng anh đã đi được 1/3 quãng đường rồi, trong lòng lại có chút chờ mong, đành lặng lẽ đếm từng giây từng phút trôi qua rồi lại thiếp đi. Lần thứ 2 tỉnh dậy, cô thấy trời đã xế chiều, có vài tia nắng lọt vào phòng vàng ươm trông thật ấm áp. Thế nhưng tại sao cả người cô cứ cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết nhỉ? Chịu đựng một chút, cô cố gắng ngồi dậy, xuống nhà uống nước ấm, xong lại ghé qua, lấy thêm một cái chăn đắp lên người mình, lại lấy thêm 2 cái áo khoác mang vào. Đem chính mình vùi trong mấy tấm vải kia là để tìm kiếm hơi ấm. Sao cô đợi mãi mà cũng không có cảm giác ấm áp như khi anh ôm mình nhỉ? Lần này cô lại coi đồng hồ, đoán chừng anh đã đi được 2/3 quãng đường rồi, lòng lại có chút nôn nao. Anh đi đường xa xôi, chắc là sẽ đói bụng lắm. Cô muốn xuống bếp làm gì đó cho anh, nhưng bụng lại đau quá, tay chân không có sức lực để nhấc lên nổi, chứ đừng nói là làm gì cả. Đợi một chút nữa thôi, đợi cô nghỉ ngơi cho khỏe, rồi cô sẽ đi làm đồ ăn, sẽ ngồi trong phòng bếp chờ anh về. Nghĩ, rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. 4 tiếng sau, tại sân bay thành phố, chuyến bay từ Pháp về Việt Nam cuối cùng cũng hạ cánh sau một đoạn đường dài đằng đẵng. Vừa bước xuống máy bay, Việt Hoàng đã tức tốc đi nhận hành lý, rồi chạy vội ra xe bắt xe trở về nhà. Ngồi trên xe, nhìn từng dòng xe kẹt cứng mà ruột gan của anh loạn hết cả lên. Bản thân là một bác sĩ, sự kiên nhẫn của anh có thừa, nhưng lúc này đây anh lại vì cô mà một chút cũng không còn, chỉ hận không thể nhanh chóng thoát ra khỏi dòng người tấp nập kia mà về với cô. Sau một hồi vật vã, cuối cùng thì cửa nhà quen thuộc cũng đã xuất hiện trước tầm mắt của anh. Nhanh chóng xuống khỏi taxi, anh trả tiền cho tài xế rồi vội chạy ào vào nhà. Ngay cả vali hành lý cũng không kịp lấy, tài xế phải vội gọi anh lại mà đưa cho anh. Vứt vali trước cửa phòng khách, anh nhìn căn nhà tối om thì bất giác nhíu mày. Mới chỉ có 10 giờ đêm, sao cô lại tắt đèn sớm như vậy chứ? Ngay cả đèn trong vườn cũng tắt luôn không bật. Vội mở cửa đi vào trong, anh bật đèn phòng khách, nhìn căn phòng trống trải yên ắng trước mắt thì khẽ nhíu mày, liền nhanh chóng lên tiếng gọi cô. "Bà xã, em đâu rồi?" Không có tiếng đáp trả khiến lòng anh bất giác sợ hãi, liền nhanh chóng chạy lên cầu thang, mở cửa phòng ngủ. Anh vội vàng bật đèn phòng lên, nhìn thấy trên giường có một cục tròn tròn phồng lên thì lòng lúc này mới thoáng nhẹ nhõm mà thở phào một hơi. Ngay lập tức liền đi tới bên giường, đưa tay chạm vào nơi phồng cao nhất của cái chăn kia mà dịu dàng nói: "Bà xã, anh về rồi." Lúc này đáp lại anh vẫn là sự im lặng vốn có của căn phòng và hơi thở có chút kỳ lạ của cô. Ngay lập tức Việt Hoàng liền kéo chăn ra, gương mặt tràn ngập đau đớn của cô cũng theo đó mà xuất hiện trước tầm mắt của anh, khiến cho anh vừa nhìn thấy mà lòng liền đau thắt lại. Giọng nói có chút run rẩy, anh gọi cô: "Hồng Ân, anh về rồi đây." Đáp lại anh không phải là điệu bộ hớn hở và nụ cười tinh nghịch của cô như trước nữa, mà thay vào đó là âm thanh rên rỉ vô thức phát ra từ miệng của cô trong cơn mê man. Tim khẽ run lên, Việt Hoàng sợ hãi mà vội vàng đưa tay sờ lên trán, sờ tay chân rồi bắt mạch cho cô. Thấy không có gì bất thường, lòng anh lúc này mới thoáng nhẹ nhõm lại một chút. Anh vẫn tiếp tục gọi cô, giọng nói thể hiện rõ sự lo lắng: "Bà xã, tỉnh dậy đi em, mau tỉnh dậy, anh về rồi đây." Cơ thể mới cảm nhận được một chút ấm áp lúc này, lại vì hành động kéo chăn của anh mà lạnh lẽo vô cùng. Từ trong vô thức, cô mơ màng tỉnh dậy mà muốn tìm một chút ấm áp vừa rồi. Vừa mở mắt ra, đột nhiên tầm nhìn bị cái gì đó che khuất, khiến cô không thể nhìn gì cả. Khẽ nhíu mày, Hồng Ân nhắm mắt rồi lại mở ra một lần nữa. Lần này khác với lần trước, cô hình như nhìn ra được là có người đã che khuất tầm nhìn của mình. Nhưng mà kỳ lạ quá, cô nhớ anh đến nỗi nhìn ra người che khuất tầm nhìn này là anh luôn rồi sao? Cho là mình hoa mắt, Hồng Ân bèn nhắm chặt mắt lại rồi mở ra một lần nữa. Lần này vẫn như lần trước, khuôn mặt của anh vẫn ở đó, hiện ra rõ ràng trước mắt cô. Cổ họng khàn đặc nói không rõ, nhưng cô vẫn cố gắng lên tiếng để xác minh xem có phải là anh hay không. Anh, ông xã. Việt Hoàng thấy cô đã tỉnh thì mừng rỡ, liền nắm chặt lấy bàn tay của cô mà gật gật đầu đáp. Ân ngoan, anh đây. Sao em lại ra nông nỗi này? Em thấy trong người khó chịu chỗ nào? Mau nói cho anh biết đi. Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau khổ đã qua trong cô, ngay lúc này chỉ vì vài câu hỏi quan tâm của anh thôi mà bỗng chốc như bờ đê bị vỡ ào, ảo ạt tuôn ra không ngừng lại được. Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô, khiến cô không thể nhìn được thấy anh nữa. Cô muốn ôm anh, muốn nhào vào lòng anh, nhưng cả người chẳng còn khí lực để gượng dậy nổi. Bất lực, cô chỉ biết nằm ở đó mà khóc, ngay cả gạt nước mắt cũng không thể làm nổi. Việt Hoàng còn đang vui mừng vì cô tỉnh lại thì bị nước mắt của cô làm cho hoảng hốt. Bối rối không biết mình đã làm sai ở đâu. Bàn tay của anh đang nắm lấy tay cô lại càng siết chặt hơn. Anh vừa lo lắng sợ hãi vừa dỗ cô. Ân, em đừng có khóc. Em đừng khóc mà. Em khó chịu ở đâu? Em đau ở chỗ nào? Có phải là bị thương rồi hay không? Mau nói anh xem nào. Hồng Ân không đáp. Cô vẫn như thế mà nằm khóc, khiến anh càng lo lắng hơn. Lời nói dỗ dành cô cũng nghe ra sự bối rối. Em muốn gì? Em nói cho anh biết đi. Anh sẽ đáp ứng hết mà. Em đừng có khóc. Em đừng khóc được không? Ân ngoan, anh không đi nữa. Anh không đi nữa đâu. Làm sao đây? Anh phải làm gì để em đừng khóc nữa đây? Anh ôm em được không? Một lần, chỉ một lần này nữa thôi. Cô cho phép cô được yếu đuối, cho phép cô được ỷ lại vào anh một lần này nữa thôi. Biết đâu vài hôm nữa cô sẽ chẳng còn cơ hội. Nghe cô nói muốn anh ôm cô, anh lập tức đồng ý, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Được được, anh ôm em ngay mà. Nói rồi, anh liền leo lên khoảng trống chật hẹp trên giường mà nằm xuống, sau đó đưa một tay đỡ lấy đầu của cô đặt vào lồng ngực của mình, một tay vòng qua eo xoa xoa lưng cô, còn ở bên tai cô an ủi. Vợ ngoan đừng có khóc, anh về chịu tội với em rồi đây, em mau nín để còn phạt anh nữa chứ. Nín đi nào, thà rằng em đánh anh, mắng anh, chứ em cứ khóc thế này, anh chịu không nổi đâu, lòng anh đau sắp chết rồi đây này. Anh xin lỗi mà, là lỗi của anh không nên như thế, không nên bỏ em ở nhà một mình, không nên không trả lời tin nhắn của em, không nên để em khóc, anh xin lỗi. Việt Hoàng cứ thế dỗ mãi mà cô cũng không nín, anh hỏi thế nào cô cũng không đáp, ngược lại càng lúc càng khóc to hơn, khiến ruột gan của anh loạn hết cả lên. Anh ghét mấy giọt nước mắt kia, ghét tiếng khóc đáng thương của cô, ghét từng đợt nấc đến nghẹn ngào kia. Bà xã của anh, tại sao lại thành ra thế này rồi? Cô bị làm sao vậy? Uất ức đến nỗi khóc như thế, rốt cuộc cô đã chịu đựng điều gì? Chỉ cần nghĩ tới gương mặt đau đớn khổ sở của cô khi nãy thôi mà lòng anh đã đau vô cùng rồi. Cảm giác như có ai đó dùng dao đâm thẳng vào tim của anh vậy. Anh ơi! Tiếng Hồng Ân gọi anh đột nhiên vang lên, kéo lại tâm trí còn đang tự trách mình của anh trở lại. Anh liền trả lời cô ngay. Anh đây! Bụng em đau quá! Nghe đến đây, anh liền chấn động, vội vàng nhìn xuống cô hỏi. Em tới kỳ rồi sao? Hồng Ân gật đầu, sau đó yếu ớt đáp. Vâng, bụng em đau lắm, đau như muốn lấy mạng em vậy. Như này là em đang bị trừng phạt vì đã không bảo vệ tốt con sao anh? Không phải là như vậy. Em đừng có nghĩ bậy. Là do cơ thể của em không tốt nên mới khó điều dưỡng lại bình thường, không phải do cái gì mà trừng phạt hết. Vừa nói, anh vừa đưa tay xuống phần bụng của cô, nhẹ nhàng xoa xoa dỗ dành. Thì ra là do cô đến tháng nên thành ra thế này. Anh đã về trễ rồi. Hồng Ân nghe anh nói, biết là anh đang dỗ mình, nhưng lại không nhịn được mà bi quan. Anh đói xem, còn bao nhiêu lâu nữa thì cơ thể của em mới trở lại bình thường đây? Em đau suốt 4 năm rồi, liệu sẽ còn đau thêm mấy lần 4 năm nữa hả anh? Nhìn cô đau như vậy, anh dù muốn hay không cũng đành lực bất tòng tâm. Không phải là anh chưa từng tìm bác sĩ cho cô, cũng không phải là không cho cô uống thuốc điều trị, chỉ là không khắc phục được bao nhiêu cả, cô vẫn không khỏi được. Những loại thuốc kia không giúp gì được cho cô, ngược lại còn khiến cho kỳ kinh nguyệt của cô bị đảo lộn cả lên, khốn đốn vô cùng. Bác sĩ nói cái này là do bẩm sinh từ cơ thể của cô, phải từ từ điều dưỡng lại, chứ dùng thuốc can thiệp cũng không mấy khả quan. Nếu được, Anh ước mình có thể thay cô chịu đựng nỗi đau này, thay cô chịu đựng hết tất cả những khốn đốn, đau khổ và dằn vặt. Thà là để anh chịu hết tất cả, anh cam tâm tình nguyện chịu thay cô, chứ đừng để cô bị như vậy, đừng để anh phải thấy cô khốn khổ như thế, anh chịu không nổi. Em tới tháng lúc nào? Hôm qua. Đã uống thuốc chưa? Sắc mặt tái mét, Hồng Ân nhanh chóng giấu đi rồi khẽ gật đầu. Cô không muốn anh biết cô chưa uống thuốc, vì sợ anh sẽ bắt cô uống lại thuốc ức chế co bóp tử cung kia, có tác dụng phụ là ảnh hưởng đến khả năng mang thai sau này. Sáng giờ em ăn những gì? Câu hỏi này của anh, cô không giấu giếm mà trả lời thành thật. Em ăn không nổi, chỉ uống nước ấm thôi. Nghe cô nói những lời này, anh đột nhiên có chút tức giận, nhưng lại không nỡ phát tiết lên cô, mà chỉ đành nhịn vào trong lòng, nuốt xuống sự khó chịu. Anh nhẹ nhàng nói, nhịn đói cũng làm tăng cơn đau bụng mà. Ngoan, để anh đi làm gì đó cho em ăn nhé. Anh vừa dứt lời, ngay lập tức cái đầu nhỏ trong ngực của anh liền lắc lắc. Anh đừng có đi, anh đừng đi được không? Em không đói, em lạnh lắm. Sự sợ hãi kia của cô làm lòng anh thắt lại, anh đau lòng mà đáp lại cô. Được được, anh không đi nữa. Ngoan, anh ở đây xoa bụng cho em nhé. Cái đầu nhỏ trong ngực của anh lúc này lại khẽ gật gật đầu đồng ý. Anh lén lút thở dài một hơi. Thôi vậy, để cô ngủ rồi anh làm cũng được. Bây giờ tốt nhất là anh nên để cô ổn định lại tâm trạng đã. Đúng như anh dự đoán, chỉ vài phút sau Hồng Ân đã thiếp đi. Đợi thêm một chút cho cô ngủ say hẳn, lúc này anh mới buông cô ra, đắp lại hai lớp chăn trên người cô, sau đó mở cửa rời khỏi phòng. Hãy để lại cảm nhận của các bạn về tập truyện này ở phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.